Con nữa thay cho của nhiệm của Hội Thánh có lời chào thăm năm mới, chúc quý Hội Thánh có cái Chúa được sự bình an của Chúa và hưởng phước hạnh của Chúa trong năm mới này. Hôm nay chúng ta được giữ được thánh chung với nhau thì chúng ta cùng nghe lời của Chúa chép ở trong Giuse đoạn 1 từ câu số 1 tới câu số 11. Hôm nay chúng ta cùng suy ngẫm với cái đề tài đó là chiến thắng sợ hãi. Và thật ra trong cái phong độ kinh thánh này, phong độ kinh thánh rất là quen thuộc và chắc chắn sẽ có nhiều cái đề tài để chúng ta suy ngẫm trong phong độ kinh thánh này. Mình điều Chúa đặt để trong lòng tôi không biết tại sao với một cái không khí trong cái đầu năm mới này, nhưng mà ý tưởng của Chúa nhắc tôi về vấn đề của đề tài này. Dường như thường thì bắt đầu một năm mới, con người ta đưa ra những cái dự định, một sự kế hoạch, cái mong muốn cho tương lai đời sống của mình có thể thành công, có thể phước hạnh, có thể đời sống thịnh vượng, có thể làm điều này điều kia, mọi sự tốt đẹp, thường là như vậy. Nhưng mà trong cái bối cảnh với cuộc sống ngày hôm nay, người ta và mỗi chúng ta đang đối diện với một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn. Và dường như cái việc mong muốn đời sống sang giàu, thành công, thịnh vượng, danh vọng, địa vị trong cuộc đời này, nó là cái gì đó nó không còn đáng quan tâm lưu ý nữa. Và dường như mỗi con người ta sống đó là mong muốn ra cuộc đời mình, gia đình mình được sự bình an. Phải không ạ? Dường như là mỗi ngày mình thấy mình được sự bình an, sự khỏe mạnh là cái niềm vui trong cuộc đời của mình. Và để có thể ở trong cái sự bình an, để có thể có được sự bình an, để có thể kinh nghiệm được sự bình an trong cuộc đời của mình, thì điều đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đó là chúng ta cần chiến thắng sự sợ hãi trong đời sống của mình. Chúng ta biết thấy dịch bệnh và hết con virus này, rồi biến chủng ba con virus kia, rồi nó tiếp tục. Và người ta không biết đến khi nào cuộc sống thế giới mới trở lại bình thường trước đây nữa. Và người ta chống chọi với bệnh tật, chống chọi với dịch bệnh. Và nếu như bình thường á, thì người ta dùng cái từ đó là bình thường mới. Có nghĩa là bình thường ở trong cái hoàn cảnh mới này, chứ không phải là bình thường trở lại như cuộc sống đời thường được. Và người ta không biết rằng đến khi nào cái dịch bệnh nó mới chấm dứt được. Và nhiều người đã đi chích thuốc rồi. Và có nhiều người thì bây giờ hỏi ra là tôi đó là đã chích mũi 3 chưa? Bởi vì thấy dịch bệnh mỗi lúc càng gia tăng. Và số người bệnh nhiễm, số người chết mỗi ngày nhiều hơn. Và nước Mỹ chúng ta đang trở lại một cái kỳ dịch bệnh nó cũng rất là lớn lao. Và đón nhận những cái điều nó chẳng tốt lành. Và dường như cuộc sống làm cho con người ta phải đối diện với sự lo lắng và sợ hãi trong lòng. Đi chợ, đi ăn uống làm cái chỗ mà để thụ hưởng cũng lo lắng. Đi mua sắm, đi đâu cũng bây giờ cũng ở trong sự lo lắng. Và dường như cái nỗi sợ hãi là điều mà ai cũng đã và đang đối diện trong cuộc đời của mình. Và dường như nó là một phần ở trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như không có cái dịch bệnh này thì ở trong cuộc đời mình cũng sẽ có những cái lo lắng khác nhau. Cũng lo lắng bất an. Và thưa Hội Thánh, cái sự lo lắng, cái sự sợ hãi không phải là tội lỗi đối với một người theo Chúa. Nhưng mà nếu như chúng ta có Chúa rồi mà vẫn cứ ôm ấp, vẫn giữ lấy cái nỗi sợ hãi và không vượt qua nó, thì đây mới là cái điều nguy hiểm. Đây mới cái là vấn đề quan trọng. Bởi vì chúng ta cứ để luôn những nỗi sợ hãi đó trong đời sống của mình mỗi một ngày, thì sẽ có một cái câu hỏi mà chúng ta tự đặt ra, đó là Chúa chúng ta ở đâu? Ngài như thế nào với cuộc đời của con? Đức Chúa Trời quyền năng của con đã quên con rồi ư? Ngài không ở với con sao? Ngài có phải đang vắng mặt với tất cả những nan đề ở trong cuộc đời của con hay không? Có phải Chúa Ngài còn không quan tâm đến những cái nan đề mà con đang đối diện hay không? Có phải là chúng ta đang thiếu đức tin, thiếu đi tấm lòng trông cậy Chúa chăng? Lắm khi chúng ta để Chúa vào một bên giải quyết theo ý của mình. Và có dường như có nhiều cái điều mà chúng ta
còn chất chứa đặc để ở trong lòng của mình, và nó khiến cho chúng ta ở trong sự sợ hãi. Là Chúa buổi chiều hôm nay muốn nói chính cuộc đời tôi và quý vị, đó là chúng ta cần phải chiến thắng sự sợ hãi ở trong lòng của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng hay làm phép lạ, đấng giải cứu, đấng chữa lành, đấng mang phước cho chúng ta, đấng đã đến trong thế gian này, đã hy sinh đền tội và đấng để lại cho chúng ta tất cả mọi điều, và đấng ở cùng với cuộc đời mỗi chúng ta. Và này ta thường ở với cái người luôn cho đến tận thế. Và trong văn đoạn Kinh Thánh này thì cho biết rằng Giô-sê và dân Sơ-nen cũng đang đối diện với một nỗi sợ hãi ở trong lòng của họ. Họ cũng là tiễn dân của Chúa, họ cũng là những cái người mà được Chúa dẫn dắt họ, nhưng mà họ vẫn có những nỗi sợ hãi trong lòng. Như vậy thì nỗi sợ hãi trong lòng là một chuyện đó bình thường ở trong đời sống của mỗi người. Nhưng mà để đến một lúc nào đó, ở trong cái sự khó khăn sợ hãi đó, thì chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời chúng ta đang ở đâu. Buổi chiều nay chúng ta cùng suy nghĩ đến, hay là tìm hiểu cái nguyên nhân nào dẫn đến dân Israel ở trong cái sự sợ hãi đó, và cũng như chúng ta cần tìm ra cái phương cách để chúng ta có thể chiến thắng sự sợ hãi đó. Điều đầu tiên đó là nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi ở trong lòng. Nguyên nhân mà dân Israel dẫn đến sự sợ hãi trong lòng đó, điểm đầu tiên đó là họ mất đi chỗ dựa tinh thần. Mất đi chỗ dựa tinh thần. Dường như ở trong cuộc đời mỗi chúng ta cũng lắm khi chúng ta cũng ở trong những sự sợ hãi, hụt hẫng, tuyệt vọng khi một chỗ dựa trong cuộc đời của chúng ta đã không còn nữa. Chẳng hạn giống như một người cha trụ cột trong gia đình đã không còn nữa, để lại người mẹ với những người con mất đi chỗ dựa tinh thần, chúng ta hụt hẫng, sợ hãi, lo lắng cuộc sống mình tương lai sẽ ra sao. Và Jerusalem cũng đang mất đi một chỗ dựa tinh thần. Ở phần mở đầu cho văn đoạn Kinh Thánh này, kỹ thuật cho biết rằng ở trong câu 1 số 2 là: sau khi Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê con trai của Nun tôi tớ Môi-se mà rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết, bây giờ ngươi và cả dân này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đan đặng vào xứ mà ta ban cho dân. Lời Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời phán với Giô-sê đó là: bây giờ Môi-se đã qua đời rồi, ông phải là người tiếp tục để dẫn Israel, đốc thúc, khích lệ, nâng đỡ để dân Israel vượt qua cái sự sợ hãi đó để tiến vào đất hứa mà nơi Đức Chúa Trời đã hứa ban cho. Và trở lại cái điều mà tại sao dân Israel mất đi chỗ dựa tinh thần. Cái chỗ dựa tinh thần của dân sinh lúc bấy giờ đó là Môi-se. Và chúng ta đều biết rằng chính Đức Chúa Trời đã sai phái Môi-se trở thành người lãnh đạo dẫn dắt Israel ra khỏi xứ Ai Cập ở trong xuất đoạn 3. Đó là Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy, và khi ông đang chăn chiên trong gia của mình. Và Đức Chúa Trời nói với Môi-se đó là Ngài nghe thấu tiếng kêu rên của dân Israel, khổ nỗi cơ cực của họ tại xứ Ai Cập, và Đức Chúa Trời muốn Môi-se phải trở nên người lãnh đạo để dẫn dân Israel ra khỏi cái xứ nô lệ đó. Và Môi-se đã dẫn dắt dân sự Chúa ra khỏi xứ nô lệ để tiến vào đất hứa, để tiến vào xứ Canaan là nơi tốt tươi đậm sữa và mật, nơi mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Và mặc dù dân sự Chúa nhiều lần yếu đuối, phạm tội nhiều lần, không vâng lời của Môi-se phán lại với những điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ với họ, nhưng đối với họ, Môi-se vẫn là một người lãnh đạo mà họ yêu mến, kính trọng và tin cậy vào ông. Vì họ tin rằng đây là người mà Đức Chúa Trời đã dẫn dắt dân sự Chúa ra khỏi xứ nô lệ và đến một nơi tốt tươi mà Chúa ban cho. Họ tin cậy, họ tôn trọng người lãnh đạo, họ đi theo người lãnh đạo. Nhưng giờ đây Môi-se đã qua đời, điều này có nghĩa là dân sự đã mất đi một cái người lãnh đạo, mất đi cái chỗ dựa tinh thần của họ. Họ đang ở trong cái tình trạng lo lắng, bởi vì từ xưa tới nay, từ trước tới giờ, tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ,
việc này đến việc kia cũng đều do Môi-se hướng dẫn họ, chỉ dẫn họ. Đói cũng kêu Môi-se, khát cũng kêu Môi-se, nguy hiểm trước quân thù cũng kêu Môi-se, nan đề lớn nhỏ gì cũng là ông Môi-se cả. Nhưng giờ đây Môi-se không còn nữa, và họ cảm thấy một sự thương tiếc, một sự hụt hẫng, một sự lo lắng và một sự sợ hãi, bởi vì họ không còn chỗ dựa nương cho chính mình nữa. Điều đó đã dẫn đến dân Israel ở trong sự sợ hãi trong lòng. Và chúng ta có thể thấy rõ cái sự tiếc thương hụt hẫng của dân Israel điều này. Và dường như cái việc Môi-se qua đời đối với họ là điều không thể chấp nhận được. Họ không tưởng, họ không nghĩ được cái việc tại sao Môi-se, một cái người lãnh đạo của mình, bây giờ đã qua đời rồi. Một người được Chúa ban ơn sức giàu, một người được Chúa để cho đại diện Chúa, để rồi dẫn dân, tuyển dân của Chúa vào xứ Canaan, bây giờ đã qua đời. Họ không nghĩ được, họ không biết điều gì đã ra, bối rối lo lắng và đầy sự sợ hãi. Và chính vì vậy mà họ than khóc cho cái chết của Môi-se. Quý vị biết họ than khóc bao nhiêu ngày không? 30 ngày. Thường thì một vị tổng thống một đất nước mà có qua đời thì tôi nghĩ chắc quốc tang chừng một tuần lễ. Môi-se, dân sự Chúa đã khóc trong 30 ngày trong sự tiếc thương. Yêu mến ông vô cùng. Và trong suốt một thời gian dài đó, với những nỗi đau thương hụt hẫng và cả một sự lo lắng tương lai về hành trình phía trước của mình không biết như thế nào, khi họ sẽ tiến vào chuẩn bị đánh chiếm xứ Canaan thì người lãnh đạo không còn nữa. Người lãnh đạo mà tài ba yêu kính, tin tưởng và họ luôn luôn tin cậy không còn nữa. Bây giờ sẽ ra sao? Và dân Israel đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Và họ không biết rằng liệu mỗi kế hoạch, mỗi ý định ở trong lòng giờ đây có còn tiếp tục nữa không, hay sẽ sụp đổ hoàn toàn. Họ đang lo lắng ở trong sự sợ hãi đó. Và đôi khi trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ ở trong những sự sợ hãi khác nhau trong cuộc đời. Cũng sẽ có những nguyên nhân làm cho chúng ta sự sợ hãi ở trong lòng. Khi chúng ta mất đi một cái chỗ dựa nào đó, khi chúng ta mất mát một cái gì đó, chúng ta đang mất đi một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc đời mình nào đó, vân vân, thì khiến cho chúng ta có những sự sợ hãi trong lòng. Và dân Israel và cả Giô-se cũng đang ở trong sự sợ hãi đó. Họ đang ở trong sự sợ hãi bởi vì họ thấy tương lai họ dường như mịt mù. Con đường phía trước họ không biết sẽ ra sao, về đâu, có tiến vào đất hứa được không? Họ đang ở trong hoàn cảnh đó. Và Đức Chúa Trời đã hiện ra với Giô-se để nói về cái điều đó. Và ông phải là người tiếp tục để khích lệ dân sự Chúa. Cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến cho Israel họ ở trong sự sợ hãi, đó là họ nhìn vào hoàn cảnh. Không chỉ lo lắng sợ hãi về việc một người lãnh đạo tài giỏi của mình đã không còn nữa, mất đi chỗ dựa cho mình, mà giờ đây Israel phải đang đối diện trước một kẻ địch lớn mạnh. Trở về một chút thì chúng ta biết rằng lúc mà ông Môi-se còn sống đó, thì khi mà chuẩn bị tiến vào xứ Canaan đó, thì ông Môi-se mới sai 12 thám tử đó đi dò thám. Thì 12 người trở về thì hết 10 người bàn ra rồi. Họ bàn ra thì cũng có cái lý của họ, đó là họ thấy rằng đúng là cái nơi đó tốt tươi thật, cái nơi đó nơi đượm sữa và mật thật, nhưng mà cái việc đánh chiếm đó là khó khăn vô cùng. Kẻ thù thành trì thì cao lớn, cổng thành thì chắc chắn, kẻ thù thì to lớn, còn họ nhìn họ giống như con châu chấu cào cào, nhỏ bé vô cùng. Và 10 người thì bàn ra hết, chỉ có Giô-se và Ca-lép là hai người nói rằng phải tiến đánh. Nói với Môi-se đó là mình phải tiến đánh. Và khi mà nghe 10 người bàn ra đó hết, bây giờ thám tử mà về báo mà hết 10 người, 12 người đi hết, mà giờ nếu mà tính mà ngày hôm nay tính số đông á, thì chúng ta thấy là thua rồi, phải không vậy? Và có người nói với tôi rằng bây giờ nếu như mà mình ra một cái cuộc họp gì đó mà cứ số đông là thắng. Thắng thì thắng đó, nhưng mà chưa biết, chưa chắc là trúng hay không trúng nữa.
Bởi vì chúng ta thấy 12 người thám tử thì 10 người về đã bàn ra hết rồi. Cho nên đôi khi ở trong đời sống của mình thì cũng ta suy nghĩ đến những cái điều mà cái điều quan trọng đó là Đức Chúa Trời đang đặt để ở trong đời sống của mình. Và Giô-sê và Ca-lép thấy được cái điều đó, biết được cái ý định của Chúa. Còn những người kia họ suy nghĩ với con mắt của xác thịt, họ nghĩ ở trong lòng thế nào thì họ cứ nói thế đó thôi. Và 10 người bàn ra thì cả dân sự nhốn nháo, họ lo lắng sợ hãi. Ông nói thôi Môi-se, bây giờ tôi phải trở về thôi. Ông đưa tôi đến đây làm cái gì? Thà cứ để tôi ở chết cái nơi cái xứ nô lệ đó đi. Chứ bằng hơn bây giờ ông đưa đến một cái nơi giờ tôi đi cả một đoạn đường xa như vậy, hết hiểm nghi vô cùng, mệt mỏi vô cùng. Đến cái nơi đó bây giờ 10 thám tử trở về, 12 người mà báo, 10 người báo là không đánh được. Bởi vì thành trì to lớn chắc chắn, kẻ thù lớn mạnh, còn mình thì nhỏ bé. Họ nhiều sắc dân, họ có những cái con người rất là khỏe mạnh. Cả dân sự nhốn nháo sợ hãi muốn trở về lại với Egypto. Nếu chúng ta về đọc ở trong Dân Số Ký đoạn 13, chúng ta sẽ thấy điều này. Và sở dĩ họ nhận định như vậy, những người thám tử họ nhận định như vậy bởi vì mắt họ thấy và họ không thật sự tin vào cái lời hứa mà Đức Chúa Trời phán hứa với họ. Và cả 10 thám tử này, họ chỉ nhìn vào dân bản xứ và thấy những cái gì đó là không thể, không thể, không thể. Và nhìn lại chính mình, nhìn kẻ thù to lớn, thành trì vững chắc, còn nhìn vào lại mình á, thì thấy mình nhỏ bé vô cùng, không thể thắng được. Tôi ước ao đầu năm mới này, chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Đây là cái nhìn thuộc linh, không phải cái nhìn xác thịt như cách mà 10 thám tử đi dò thám đã nhìn. Không nhìn vào kẻ thù to lớn để mình sợ hãi. Không nhìn chính mình với những sự tự ti của bản thân để mình ở trong sự sợ hãi. Nhưng hãy nhìn Chúa, biết rằng Đức Chúa Trời quyền năng để làm những công việc lớn lao cả thể chúng ta. Bởi vì chúng ta có Chúa ở với chúng ta. Nhìn Chúa, không nhìn kẻ thù, không nhìn chính mình với con mắt rất đời, rất xác thịt này. Nhưng nhìn vào viễn cảnh, nhìn một bức tranh tốt lành mà Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn, dành sẵn cho tất cả những ai yêu mến Ngài. Ấy là mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều tốt lành, tốt đẹp, những điều không tưởng, vượt qua những điều chúng ta cầu xin và suy tưởng cho những ai yêu mến Ngài. Đó là lời hứa của Ngài. Chúng ta cũng đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, giống như dân Israel ở trong hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng xin Chúa cho chúng ta đừng nhìn vào hoàn cảnh. Đừng nhìn vào hoàn cảnh như cách mà dân Israel đã nhìn vào. Họ nhìn vào hoàn cảnh đó là người lãnh đạo qua đời. Họ nhìn vào hoàn cảnh đó là bây giờ cái xứ đó kẻ thù to lớn, thành trì vững chắc. Họ nhìn vào hoàn cảnh đó thấy mình nhỏ bé và bây giờ tiếp tục thụt lùi và ở trong sự sợ hãi muốn trở lại với cái xứ nô lệ. Có một điều mà chúng ta thấy ở đây đó là dân Israel đã không biết bao nhiêu lần họ muốn trở lại cái xứ nô lệ đó. Tại sao? Tại sao một tiện dân của Chúa đã được cứu ra khỏi cái sự kìm cặp ở trong sự áp bức mà Kinh Thánh trong suốt đoạn 3 nói rằng Đức Chúa Trời nghe thấu tiếng kêu rên của họ, họ đau thương ở trong cái sự nô lệ, bị đánh đập, bị bắt làm việc khổ cực như vậy, nhưng mà họ vẫn cứ muốn trở lại xứ nô lệ đó. Đó là điều đáng để chúng ta suy nghĩ. Có một điều chúng ta thấy ở đây, đó là mặc dù Israel đã ra khỏi xứ Egypto, nhưng Egypto ở trong lòng của họ đó, nó vẫn còn tồn tại. Họ đi ra khỏi cái xứ đó, nhưng mà tâm trí, tâm lòng của họ vẫn còn chứa Egypto. Cho nên có một sự khó khăn, có một sự mệt mỏi nào đó thì họ muốn trở về với xứ nô lệ đó. Điều đó cho chúng ta bài học gì với ông bà chị em?
có những người đã thuộc về Chúa rồi, có những người tin Chúa rồi, có những người được Chúa giải cứu rồi, ra khỏi sự tối tăm, ra khỏi kềm hãm, ra khỏi cái sự ngu muội rồi, ra khỏi những cái điều gớm ghiếc ở trong cuộc đời này. Mình bước đi với Chúa, mình thờ phượng Chúa, nhưng mà có những lúc cái tấm lòng, tâm trí mình vẫn hướng về đất đời, vẫn muốn tìm lại cái gì ở đời này, mà không biết rằng chính Chúa, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Jesus Christ, con một con Ngài đến trong thế gian này để đem cái sự sáng vào trong nơi tối tăm. Và chính Ngài đã nói thế nào? Thánh cho biết rằng Ngài đã dời chúng ta từ nơi tối tăm qua nước sáng láng trong câu yêu dấu của Ngài. Chúa đã đổi địa vị, một địa vị nô lệ. Jerusalem cũng là một nô lệ được ra tự do, ra khỏi xứ Ê-tô. Chúng ta cũng là người nô lệ trong tội lỗi và chết mất ở trong cái tội lỗi này, đã được Chúa cứu ra khỏi cái sự nô lệ đó, cái sự chết đó. Và chúng ta đang là con cái của Chúa, nhưng có những lúc khó khăn, có những lúc hiểm nghi, có những lúc ở trong sự sợ hãi như dân Israel sợ hãi, thì chúng ta muốn trở lại với Ê-díp-tô. Ê-díp-tô là hình bóng của những gì ở trong cuộc đời này. Và nhiều con cái Chúa ngày hôm nay đã muốn trở lại Ê-díp-tô ở trong cuộc đời này, khi họ đang đối diện với rất nhiều điều. Xin Chúa cho chúng ta biết thấy điều này. Họ vẫn chưa được thanh tẩy ra cái lối sống cũ tại Ê-díp-tô. Họ vẫn chất chứa ở trong lòng những điều ham mến ở trong Ê-díp-tô. Và nếu như ngày nào chúng ta đi với Chúa, bước đi với Chúa, nhưng tấm lòng của chúng ta vẫn còn chất chứa, vẫn còn ham muốn ở gì ở trong thế gian này, thì dễ lắm chúng ta sẽ không thể nào vượt qua ra khỏi những gì ham muốn trong cuộc đời này. Dân Israel họ vẫn còn để lại, vẫn còn mong muốn những ham muốn Ai Cập, và họ muốn còn trở lại với Ai Cập. Và nếu họ trở lại Ai Cập thì chỉ có con đường áp bức ở trong trượt dài, ở trong tội lỗi, bị cầm buộc ở trong sự tối tăm bởi chính quyền Ai Cập thời bây giờ. Xin Chúa cho chúng ta ra khỏi thời gian tâm tối này, đầy tội lỗi này, để rồi không ham mến những gì ở trong thời gian này. Những gì một người thuộc về Chúa rồi vẫn chưa dứt khỏi những gì thuộc về thế gian này, thì cho thấy một đời sống đó chưa được thanh tẩy, chưa được thay đổi, chưa ham mến, yêu mến Đức Chúa Trời. Và Jerusalem đã làm như vậy. Và Jerusalem đã là những con người chỉ tập trung vào những hoàn cảnh, và càng tập trung vào trong những hoàn cảnh đó thì càng khiến cho dân Israel ở trong sự sợ hãi. Và thương bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong những hoàn cảnh phải nói là hết sức khó khăn. Và chúng ta biết rằng những ngày sau cuối là thời kỳ, là trong những ngày, là những thời kỳ hết sức khó khăn. Và chúng ta đang ở trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Và nếu như chúng ta cứ để tâm trí mình tập trung vào những hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sự sợ hãi như dân Israel đã ở trong sự sợ hãi đó. Và có nhiều sự sợ hãi khác. Điều chúng ta cần đó là không tập trung vào những hoàn cảnh mình đang có, nhưng lấy đức tin, lấy lời của Chúa phán với mỗi một chúng ta để có thể chiến thắng nó. Và dân Israel họ đã, sau khi ở trong sự sợ hãi, sau khi được Chúa bày tỏ rồi, thì họ đã vượt ra khỏi sự sợ hãi đó ở trong lòng của mình. Chúng ta biết rằng lúc mà Đức Chúa Trời nói với Giô-se, lúc mà Mô-xê qua đời, lúc mà Đức Chúa Trời nói với Giô-se và dân Israel, thì đó là lúc mà dân Israel và cả Giô-se đang ở trong sự sợ hãi và rất là sợ hãi. Bây giờ giống như là cái thế tiến thối lưỡng nan. Tiến thì không dám tiến. Tiến thì có ông Mô-xê, ông là cái người lãnh đạo tài giỏi đó, ông giúp mình tiến chứ. Bây giờ không có sao tiến đây. Lùi thì cũng không thể. Một số người thì muốn trở lại giúp tôi, nhưng mà chắc là có nhiều người sẽ không muốn. Tại vì có ai mà dạy, ngu dạy mà trở lại một cái xứ nô lệ đó nữa. Thì bây giờ họ đang ở trong tình trạng sợ hãi và bất an ở trong lòng vô cùng. Đó là cái hiện trạng, là cái tư thế
cái bối cảnh mà dân Israel đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Quý vị có thể tưởng tượng ra, chúng ta có thể hình dung được cái tình trạng mà dân Israel đang ở trong cái hoàn cảnh đó. Họ đang rất ở trong một sự sợ hãi. Và khi chúng ta thấy rằng khi vượt qua những sự sợ hãi đó, thì họ được Đức Trời ban sự chiến thắng. Và tất cả những gì hoàn cảnh đang diễn ra dường như là rất hết sức không thuận lợi với họ. Và nỗi sợ hãi cứ thế tăng dần. Và chúng ta sẽ tìm ra cái lý do để chúng ta thấy được cái nguyên do để đến dân Israel sợ hãi. Và sau khi dân Israel đã không còn sự sợ hãi nữa thì họ có được sự chiến thắng ở trong lòng. Và điều thứ hai, chúng ta sẽ học biết về cái phương cách để có thể chiến thắng sự sợ hãi. Để có thể chiến thắng sự sợ hãi đó thì chúng ta cần tin cậy vào lời Chúa phán hứa. Có những lời phán hứa của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nếu người tin, ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Chúng ta được sự bình an của Chúa. Này ta ban, ta để, ta cho cái ngươi sự bình an, Chúa Giêsu đã phán. Sự bình an của Chúa chẳng phải như thế gian cho, và lòng các ngươi chớ bối rối và sợ. Rồi chúng ta tin cậy vào Chúa là nguồn phước hạnh. Chúng ta tin rằng Chúa là đấng chăn giữ cuộc đời của mình. Như Thi Thiên 23 và tác giả nói rằng ngày nào mà Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ cuộc đời của con thì con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Có những lời hứa Chúa đang hứa cuộc đời của chúng ta. Và cũng có những lời Chúa đã hứa với dân Israel trong thời bây giờ. Phương cách để chiến thắng sợ hãi đó là phải tin cậy vào lời Chúa đã phán hứa. Chúng ta biết rằng Canaan là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân sự của Ngài, và Đức Chúa Trời đã định sẵn một nơi tốt tươi, tốt lành mà Chúa ban cho dân sự của Chúa. Và điều Chúa muốn nói với họ đó là họ hãy nhận lãnh cái sự phước hạnh đó chỉ bởi đức tin và sự vâng lời của Chúa mà thôi. Và ngày nay cũng có nhiều cái lời hứa Chúa vẫn hứa với mỗi cuộc đời chúng ta. Và Chúa cũng muốn chúng ta hãy tin và nhận lãnh những điều đó để chúng ta đón nhận những phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình. Ở đây, phong đoạn Kinh Thánh kỹ thuật lại rằng Giô-sê và dân sự Chúa đã nắm lấy cái lời hứa của Chúa và họ đã nhận lãnh được cái sứ mà Chúa hứa ban cho. Ở trong câu 3 và câu 8, Chúa hứa với dân Israel thế này: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Ê-phơ-rát tràn cả xứ Hê-tít cho đến cả biển cả về hướng mặt trời. Trước đời ngươi sống thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bình trí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chúa hứa với dân Israel, Chúa hứa với Giô-sê và dân Israel thế ấy. Và Chúa cũng hứa với một cuộc đời chúng ta như thế, anh chị em. Lời của Chúa hứa với một chúng ta đó là chúng ta có danh của Chúa. Danh của Chúa để chúng ta công bố quyền năng của Chúa. Chúng ta có huyết của Chúa Giê-xu để thanh tẩy đời sống của mình. Chúng ta có lời của Chúa để chúng ta chống cự của kẻ thù nghịch của chúng ta. Lời Chúa là gươm để chống cự với một kẻ thù nghịch chúng ta. Và Thi Thiên, tôi đọc lúc mà chúng ta cầu nguyện với nhau đó, Thi Thiên nói là lời của Chúa làm cho tôi sống lại. Hay là sự an ủi tôi trong lúc gian truân. Hay là lời của người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ vào lời của Chúa. Quyền năng của lời Chúa, và chúng ta có thiên sứ của Chúa bảo vệ. Những lúc Chúa sai thiên sứ của Chúa bảo vệ mỗi đời sống của chúng ta. Cô Thiên Hương cũng đã trải qua một cái tai nạn rất là kinh khiếp. Và tôi tin rằng thiên sứ của Chúa đã gìn giữ con, đã bảo vệ con. Và có những lúc chúng ta đi đường, có những lúc chúng ta đang ở trong những sự khó khăn, và thiên sứ của Chúa cũng đã gìn giữ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có danh của Chúa, chúng ta có huyết của Chúa, chúng ta có lời của Chúa, và chúng ta có thiên sứ của Chúa bảo vệ chúng ta. Không sợ hãi. Amen.
Chúa ở cùng với chúng ta. Không có sự sợ hãi nào, bởi vì Chúa ở với chúng ta. Chúa gìn giữ chúng ta. Chúa chăm sóc chúng ta. Ngài chữa lành cho chúng ta. Chúa bảo vệ chúng ta. Và dù có điều chi xảy ra với cuộc đời chúng ta thì Đức Chúa Trời vẫn là Chúa tốt lành đời của chúng ta. Ngài vẫn, chương trình của Chúa là chương trình tốt lành, bình an và tốt nhất cho cuộc đời của chúng ta, không theo ý nghĩ của con người. Và bởi tin vào lời hứa Chúa phán với Israel và họ đã nhận lấy nơi tốt tươi, họ đã bước vào xứ Canaan. Và điều chúng ta còn biết rằng đó là Đức Chúa Trời là yêu thương và thành tín, và những gì mà Ngài đã hứa với Israel là chắc chắn, và những gì Chúa bày tỏ về chính Ngài thì Chúa cũng bày tỏ cho con cái của Chúa biết về tình yêu của Ngài, về quyền năng của Ngài. Và nếu như chúng ta thấy ở đây đó là Chúa hứa với Israel đó là sẽ chẳng ai được chống cự trước mặt ngươi. Rồi Chúa hứa đó là sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Rồi Chúa hứa với Israel này đó là hãy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Rồi trong câu 8 thì nói rằng nếu mà mình yêu mến lời Chúa đó, suy ngẫm luật pháp Chúa ngày và đêm á, thì mình sẽ được may mắn cho con đường mình và mới được phước. Có nhiều điều Chúa hứa cho cuộc đời chúng ta trong năm mới này. Chúa đang hứa với Joseph và Joseph để họ có thể nhận lãnh những phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của họ. Và trong năm mới này, lời của Chúa cũng đang hứa với mỗi một chúng ta về Đức Chúa Trời luôn thành tín. Đức Chúa Giêsu hôm qua ngày nay cho đến đời ngày không hề thay đổi. Tình yêu của Ngài, sự giao ước của Ngài vẫn uy nghiêm trên cuộc đời mỗi chúng ta. Chúa đang nhắc lại với Joseph và Joseph biết rằng những gì mà Chúa hứa với tổ phụ họ đó thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục thực hiện cái điều đó trên đời sống của họ. Và Chúa cũng đang nói với cuộc đời chúng ta đó là những gì Chúa đã làm trên tiếng chân của Ngài sẽ tiếp tục làm cho con cái Chúa ngày hôm nay. Phần của chúng ta đó là chúng ta tin cậy, phần của chúng ta đó là vâng theo và làm theo ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Joseph và Joseph đã làm theo, họ đã tin cậy lời của Chúa phán hứa và họ đã làm theo và họ đã nhận lãnh được xứ tốt tươi, đường sữa và mật Chúa hứa ban cho họ. Thật là phước hạnh khi chúng ta tin vào lời mà Đức Chúa Trời phán hứa một cuộc đời chúng ta. Không hồ nghi, không còn lo lắng nữa. Lúc bây giờ là lúc mà Joseph không còn ở trong sự lo lắng ở trong lòng nữa. Bây giờ là lúc mà Joseph và Joseph đứng lên để tiếp tục tiến vào xứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Và Đức Chúa Trời hứa với điều đó là chắc chắn. Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Isaac là Đức Chúa Trời của lời hứa, và lời hứa đó là chắc chắn, một lời kết ước đã định như vậy, và chính Ngài đó sẽ thực hiện cái điều đó với dân sự của Ngài và mối với mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Và để chứng tán như sự thừa hại đó, chúng ta còn biết rằng, John Soren biết rằng và mỗi chúng ta còn biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Đấng ở chúng ta lớn hơn, quyền năng hơn, vĩ đại hơn, tốt lành hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Điều đó để chúng ta có thể chiến thắng sự sợ hãi ở trong lòng, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng lo lắng một tương lai mịt mù và thế giới đang ở trong sự mịt mù đó. Những kế hoạch về làm ăn, những thương vụ làm ăn, những kế hoạch cuộc sống của họ, có những người rất là giỏi đã thay đổi, đã sụp đổ hoàn toàn, và bây giờ họ cũng phải tiếp cận, họ phải thích nghi với hoàn cảnh của thực tại để có thể đưa ra những phương hướng cho đời sống của mình. Và mỗi chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về điều này để biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ định liệu cho tương lai cuộc đời mỗi chúng ta. Đấng sẽ thay đổi hoàn cảnh cho chúng ta. Đấng sẽ quyết định tất cả mọi điều cho chúng ta. Đấng sẽ đem đến chúng ta sự chiến thắng khi chúng ta tin cậy vận theo lời của Ngài. Đấng sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta yêu mến và tin vào ân điển của Ngài. Và để có thể chiến thắng sự sợ hãi đó thì Joseph
thì đó là họ chỉ nương dựa vào Chúa luôn. Nương dựa vào Chúa luôn. Câu 9, câu số 11. Ta há không phái ngươi sao? Hãy vững lòng bền trí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Bây giờ Giô-sê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng, hãy chạy khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng, hãy sắm sẵn thực vật, vì trong 3 ngày nữa các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh này, đặng đánh lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Bây giờ họ hoàn toàn nương dựa vào Chúa. Nếu như chúng ta để ý ở phần đầu đó là nguyên nhân dẫn đến sự sợ hãi đó, là nguyên nhân đầu tiên á, là bởi vì dân Israel họ mất đi chỗ dựa tinh thần. Bởi vì họ chỉ quan tâm, họ chỉ lâu nay cái chỗ dựa của họ là cái người lãnh đạo đó là ông Môi-se. Và khi ông Môi-se qua đời thì họ mất đi cái chỗ dựa đó, làm cho họ lo lắng và sợ hãi. Rồi cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến cái sự sợ hãi đó là họ chỉ nhìn vào cái hoàn cảnh. Nhìn hoàn cảnh nhìn thế nào? Đó là họ cứ nhìn vào cái xứ Canaan đó, nhìn vào cái nơi mà họ chiếm đóng á, thì thành trì vững chắc, kẻ thù thì to lớn. Rồi sao nữa? Họ nhìn vào chính mình thì nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Và điều đó nó làm gia tăng đến cái sự lo lắng, sợ hãi trong lòng. Nhưng mà khi họ tìm ra được, họ tìm biết cái phương cách để chiến thắng đó, thì họ thay đổi, họ đã không còn ở trong cái sự sợ hãi đó, khi họ tin cậy vào lời Chúa hứa với họ. Rồi họ dựa nương vào Chúa. Lúc này, Giô-sê và Giô-sê-đen, họ dựa nương vào Chúa. Bởi vì họ biết rằng Chúa sẽ đồng hành với họ để chiếm xứ Canaan. Họ biết rằng Đức Chúa Trời sẽ không bỏ họ, Chúa sẽ ở cùng với họ, Chúa sẽ chiến đấu với họ, và họ sẽ nhận lấy sự chiến thắng đó, bởi vì Chúa đồng hành với họ. Còn nguyện xin Chúa, lời của Chúa phán hứa với Giô-sê và Giô-sê-đen năm nào, thì lời của Chúa Ngài cũng phán hứa cuộc đời chúng ta rằng Ngài cũng sẽ đồng hành với chúng ta trong năm mới này. Chúa sẽ đồng hành với gia đình chúng ta trong năm mới này. Chúa sẽ đồng hành với tất cả mọi thương vụ làm ăn của chúng ta năm mới này. Đức Chúa Trời sẽ đồng hành với con cái của chúng ta trong năm mới này. Đức Chúa Trời sẽ đồng hành với hội thánh của Chúa trong năm mới này. Chúng ta không sợ hãi, bà chị em. Và kết quả được Chúa đồng hành đó là sự chiến thắng và chiếm được xứ Canaan. Giô-sê đã kinh nghiệm được điều đó. Đức Chúa Trời muốn nói với Giô-sê và Giô-sê đó là họ đừng có sợ hãi nữa, bởi vì Chúa đang ở cùng với họ. Nói một cách khác đó là nếu Giô-sê nương cậy vào Chúa luôn thì họ sẽ không còn run rẩy hay kinh khiếp nữa. Trong câu số 1, Đức Chúa Trời nói với họ rằng hãy truyền lệnh dân sự Chúa chuẩn bị sẵn sàng, và 3 ngày nữa đó là tiến qua sông Giô-đan để nhận lấy xứ hứa. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái phần của họ là họ làm. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ ở đây á, thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh chép rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho mình làm sản nghiệp. Có nghĩa là khi họ chưa đánh chiếm Canaan thì lời của Chúa đã hứa là Chúa sẽ ban cho xứ Canaan làm cơ nghiệp, đúng không ạ? Kinh Thánh Chúa nói đó là Đức Chúa Trời đã phán Giô-sê đó là Chúa sẽ ban cho họ cái xứ đó mà. Những gì mà Chúa hứa với Giô-sê, với tổ phụ của họ là bây giờ Chúa sẽ thực hiện điều đó mà. Cái sự ban cho của Chúa là chắc chắn rồi. Chắc chắn là họ sẽ nhận được xứ Canaan đó rồi. Nhưng cái phần họ đó là họ có tin cậy vào lời Chúa phán không? Còn còn lại là họ có dựa vào Chúa hay không? Hay là dựa vào người lãnh đạo, hay là dựa vào con người, dựa vào hoàn cảnh của họ đang đối diện? Và khi họ vượt qua những điều đó, họ dựa nương vào Chúa đó, thì họ sẽ nhận lãnh cái xứ đó làm sản nghiệp. Xứ Canaan là chính là nơi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Phần của họ là tin, làm theo và nương cậy nơi Chúa. Và có nhiều điều Chúa hứa cuộc đời của chúng ta, bạn chị em. Và tôi tin rằng mỗi một chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Vậy sai đoạn 26 câu 3 câu 4 rằng người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Khi dân Israel để trí mình, để tâm trí mình đặt vào nơi Chúa rồi thì họ có sự bình an, có sự an ninh của Chúa, họ không còn sợ hãi nữa và họ sẽ nhận lãnh sự phước hạnh đó.
Khi có đức tin thì họ đứng dậy, họ đi qua xứ, qua sông Giô-đan để chiếm xứ. Nói là đánh thôi, nhưng mà thật ra thì Đức Chúa Trời đánh cho họ và Đức Chúa Trời đã chiếm xứ đó cho họ rồi. Phần của họ là họ tin để nhận lãnh nó không. Cho nên tôi ước ao trong năm mới này, chúng ta sẽ không làm theo sức riêng của mình. Chúng ta sẽ không nương cậy theo những ý tưởng riêng của mình. Nhưng cần biết một điều đó là Đức Chúa Trời ở với mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời đồng hành với con cái của Chúa. Đức Chúa Trời đồng hành với hội thánh của Chúa. Và chiến thắng là điều chắc chắn. Không chỉ chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, nhưng mà chiến thắng đó là chiếm được cái sứ tốt lành mà Chúa ban cho. Bởi vì người đó tin vào lời Chúa phán, đó là người đó nương cậy vào nơi Chúa. Điều kiện của một người để trí mình nương dựa nơi Ngài. Nếu như chúng ta nhắc một chút, để chúng ta biết rằng lý do để cuộc đời của chúng ta nương cậy nơi Chúa và sự nương cậy đó luôn luôn dẫn đến chúng ta chiến thắng, thì chúng ta sẽ nhớ đến cái cuộc chiến của David và Goliath. Một cuộc chiến mà cả dân Israel ở trong cái sự Saul và dân Israel ở trong sự kinh hãi và trốn chạy, trốn núp hết, không có người nào dám ra hết, với một cái gã khổng lồ to lớn đó, sợ hãi vô cùng. Nhưng chỉ có một mình David, một cậu thiếu niên chăn chiên đem đồ ăn cho các anh của mình, thấy Goliath đang sỉ bán đạo binh của Đức Chúa Trời. Và trong lòng của David bực tức vô cùng, người này là ai mà dám sỉ bán đạo binh của Đức Chúa Trời. David không chấp nhận cái điều đó và ông sẵn sàng nghênh chiến. Và khi ông nói đến điều đó thì tôi nghĩ rằng Saul chắc mừng lắm, nhưng mà cũng lo lắm, thằng nhỏ này không biết nó đánh làm sao. Mặc quần áo thì không có gì nào vừa hết, nặng quá nên không nổi, nó đánh kiểu nào. Và David đã can đảm để đi ra chiến đấu với kẻ thù của mình. Goliath một kẻ thù kinh đánh cho biết là to lớn, tạm vỡ. Nhưng David ra chiến đấu với Goliath. Khi Goliath cầm gươm giáo lao đến đánh với David, David đã nói gì? Ngươi cầm gươm giáo mà đến, nhưng ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến, ta sẽ đánh ngươi, giết ngươi và chặt đầu ngươi. Và bởi danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân đó đã giúp cho David chiến thắng Goliath, một kẻ thù to lớn mà bị vua Israel và cả dân sự đều khiếp sợ lo lắng ở trong sự sợ. Nhưng David biết rõ Đức Chúa Trời, ông tin là ai, ông đã kinh nghiệm ở trong đời sống của mình qua việc Chúa bảo vệ và cách mà Đức Chúa Trời ban ông sức mạnh để giết những con thú hung dữ nó bắt đi của ông. Và ở trong những cái sự trải nghiệm đó, ở trong những sự khó khăn, ở trong nghịch cảnh trong đời sống mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho phép xảy ra cho cuộc đời mỗi chúng ta, để Ngài rèn luyện đức tin của chúng ta, để Ngài tập tành đời sống đức tin của chúng ta với Chúa, và để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta đang tin là ai. Và nếu như David không có một cái sự kinh nghiệm về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông trên cuộc đời của ông qua cái việc mà ông chăn chiên mà Chúa cứu giúp ông đó, ban ông sức mạnh đó, thì chưa hẳn David dám ra. Cho nên mọi nghịch cảnh, mọi khó khăn trong cuộc đời của chúng ta, Chúa cho phép xảy ra như là một phép thử để cơ bắp đức tin của chúng ta được vạm vỡ, được lớn lên mỗi ngày, và để nếm biết Chúa càng hơn cho cuộc đời của mình. Môi-se qua đời để lại cho dân Israel một nỗi sợ hãi trong lòng. Họ đã muốn trở lại với Ai Cập. Và Đức Chúa Trời cho phép những điều xảy ra để rồi cho họ thấy rằng họ không nương dựa vào con người, họ không còn nhìn vào hoàn cảnh, nhưng nương dựa vào Chúa, tập trung vào Chúa và nắm lấy lời của Chúa hứa với họ, thì họ sẽ nhận đến cái sự tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời, lời của Chúa buổi chiều hôm nay trong năm mới này cũng nói với cuộc đời của chúng ta. Hãy tiếp tục tin cậy vào Chúa, tin vào lời của Đức Chúa Trời hứa với mỗi một chúng ta trên gia đình của chúng ta. Tiếp tục làm theo lời của Chúa phán hứa để nhận lấy sự tốt tươi, nhận lấy sự phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi cuộc đời của chúng ta.
để chúng ta có thể chiến thắng sự sợ hãi trong lòng, và để chúng ta có thể chiến thắng kẻ thù nghịch của mình, và để chúng ta có thể nhận lãnh chiến thắng vinh quang mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một chúng ta. Cho dù kẻ thù mạnh đến đâu thì nó cũng sẽ thất bại trong danh của Chúa Giêsu. Mỗi kẻ thù, mọi bệnh tật, mọi quay rết, mọi điều gì đang hoàn hành, nó cũng sẽ thất bại như cách mà David đã đánh bại Goliath trong cuộc đời chúng ta. Một chuyện này, có những gã công đồ nào trong cuộc đời chúng ta làm cho chúng ta lo lắng, sợ hãi, bế tắc trong hôn nhân, trong gia đình, và dường như không có lối thoát. Và chúng ta thấy nó to lớn giống như một cái khổng lồ Goliath. Thì hãy nhân danh Chúa Đức Chúa Giê-hô-va và Vạn Vương, con công bố đánh đuổi nó ra khỏi gia đình của con. Có những bệnh tật trong đời sống của mình thì công bố rằng Chúa đánh đuổi bệnh tật đó. Có những sự thiếu thốn nào, công bố. Có những sự thất bại nào, công bố rằng Chúa ơi, con công bố rằng năm 2022 này sự thất bại đó hết trên cuộc đời của con. Con công bố rằng Chúa sẽ ban chúng con sự chiến thắng đó, bởi vì Ngài là đấng chiến thắng. Con công bố tất cả mọi điều đó bởi vì Chúa ở cùng với con, Chúa đồng hành với con, và Ngài sẽ dẫn con đến những phước hạnh này, đón nhận đến những phước hạnh khác, bởi vì Chúa luôn tốt lành trong cuộc đời của con. Tây Giang Thi Thiên 20 câu số 7 nói rằng: người này nhờ cậy xe cộ, người khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Đê-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Bước với Chúa trong năm mới này để chiến thắng sự sợ hãi đó, chúng ta không thể nào nhờ chỗ nào khác, con người nào khác, vật chất nào khác, phương tiện nào khác, khí cụ nào khác, hơn là nhờ danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng giúp chúng ta sự chiến thắng, đấng ở với chúng ta trong mọi nơi chúng ta đi. Và những kinh nghiệm, những điều mà dân Israel, Giô-sê đã kinh nghiệm được, nó là một cái bài học quý báu cho chính cuộc đời mỗi chúng ta bước đi với Chúa mỗi một ngày. Mình xin lời của Chúa buổi chiều hôm nay ban cho chúng ta sự bình an trong lòng, ban chúng ta sức mạnh, ban chúng ta lòng can đảm, và ban cho chúng ta sự tin cậy trong đức tin để đón nhận những sự phước hạnh mà Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Và công bố rằng: Chúa ơi, con tin cậy vào Chúa và nguyện Chúa tiếp tục đồng hành với cuộc đời con trong năm mới này. Chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa. Tôi muốn bàn chị em chúng ta dành một vài phút cầu nguyện với Chúa trong thời giờ này. Hãy đến với Chúa cầu nguyện với chính mình Ngài. Hãy dâng chính cuộc đời của mình, dâng những nan đề cho đời sống của mình, những khó khăn mình đang đối diện, những bệnh tật mà mình đang mắc phải, lên trong tay quyền năng của Chúa. Và công bố rằng: Chúa ơi, con tin rằng không điều chi khó quá đức cho Đức Chúa Trời. Những gì loài người không làm được thì Đức Chúa Trời luôn luôn làm được, Chúa ơi. Những điều gì Chúa đã hứa với chúng con thì Ngài sẽ không hề thay đổi cho cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa. Ôi, buổi chiều hôm nay có những nan đề, có những kẻ thù lớn nào trong cuộc đời của con, thì con công bố rằng con sẽ đánh bại nó trong danh của Chúa Giê-xu. Con sẽ đánh đuổi nó ra xa khỏi đời sống của chúng con. Hallelujah. Con khước từ những thất bại, những sự cay đắng, những sự buồn thảm, những sự lo lắng, những sự sợ hãi trong cuộc đời chúng con nữa, bởi vì Chúa đang ở với chúng con, Chúa đang đồng hành với cuộc đời chúng con, và sự đồng hành của Chúa sẽ tiếp tục bước đi ở cùng với chúng con trong năm mới này. Và con công bố rằng chốt đời chúng con sống sẽ chẳng ai chống nghịch lại được chúng con. Rồi con công bố những sự thất bại đó sẽ không còn nữa, những buồn thảm nó sẽ đổi ra trong sự vui mừng ở trong cuối Chúa Giê-xu. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi chiều hôm nay đã đánh động vào tâm linh của chúng con, cho chúng con đức tin trong sự nhận biết trong cuộc đời chúng con bước đi với Ngài mỗi một ngày. Ôi Chúa ơi, những gì mà Chúa đã bày tỏ với Giô-sê, với dân sự của Chúa năm xưa, thì chính Chúa cũng đang bày tỏ với cuộc đời chính mình con, với dân sự Chúa tại nơi chỗ này.
Và con tin rằng Chúa ơi, những gì mà chúng con tiếp tục tin cậy vào lời của Chúa hứa, phán hứa với chúng con, thì chúng con sẽ nhận lãnh trọn vẹn ở trong Ngài, bởi vì Ngài không thay đổi cuộc đời chúng con. Chúng con công bố rằng Chúa ơi, trước khi chúng con để cuộc đời chúng con nương cậy nơi Chúa, thì chính Chúa sẽ ban đến chúng con sự chiến thắng và phước hạnh cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thành tín trên cuộc đời của chúng con. Ôi, chúng con phó thác cuộc đời chúng con trong tay của Chúa, phó thác đời sống, phó thác những hôn nhân, những kế hoạch, những cái điều chúng con đang lo lắng, chúng con đang suy nghĩ ở trong lòng, con phó thác cuộc đời của mình trong tay của Chúa, và con tin rằng Chúa là đang nắm giữ tương lai trong sự tốt lành trên cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay chúng con được cùng suy ngẫm lời của Ngài, và con tin rằng Chúa không phải hậu ngẫu nhiên những điều mà Chúa đã nhắc nhở John Soren, thì chính Chúa cũng bày tỏ cuộc đời chúng con buổi chiều hôm nay để chúng con tiếp tục bước đi với năm mới này. Chúng con sẽ nhìn thấy những công việc lớn lao cả thể mà Chúa đã và đang sẽ tiếp tục làm trên hội thánh của Chúa trong năm mới này. Thế những con người mà Chúa sẽ sắm sẵn, Chúa ơi, ôi để rồi chúng con không cậy nương vào con người, nhưng cậy nương vào Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Hallelujah, chúng con ca ngợi Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen ân điển, tình yêu, sự năng quyền của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Và Chúa ơi, xin tiếp tục thăm viếng nhân sự của Ngài trong năm mới này, để mỗi một chúng con ham mến lời của Chúa, chúng con yêu mến lời của Chúa, bởi vì như vậy thì chúng con mới được phước trên con đường của mình và được may mắn trong cuộc đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài này đem đến chúng con phước hạnh này đến phước hạnh khác, giúp đỡ chúng con để chúng con tiếp tục chiến thắng những sự sợ hãi nào trong cuộc đời chúng con, để chúng con đánh đuổi tất cả những sự sợ hãi nào trong cuộc đời của chúng con trong danh của Chúa Giêsu, để chúng con công bố năng quyền và danh của Chúa trên cuộc đời của chúng con, để chính Chúa là đấng sẽ bảo vệ chúng con trong an ninh chúng con. Ôi, Chúa đã nói với Giô-sê để rồi họ đi đâu thì họ cũng sẽ được Chúa ở cùng với họ, họ không lo lắng kinh khiếp. Thì lời của Chúa cũng đang nói cuộc đời chúng con là chúng con sẽ không lo lắng sợ hãi khi chúng con đi đâu, thì Chúa cũng sẽ ở cùng bảo vệ chúng con thời nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Ngài sẽ gìn giữ chúng con từ nay cho đến đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài phải ngứa chúng con là chắc chắn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Con dâng tất cả mọi điều cho Chúa. Chúa thêm sức cho anh chị em chúng con. Một lần nữa trong danh Chúa Jesus con cầu nguyện nhớ đến chị em chúng con, những người đang đau yếu bệnh tật tại nhà riêng không đến được hội thánh chúng con. Một lần nữa xin bàn tay vô đinh của Chúa Jesus mày đặt vào thân thể của họ, Ngài chữa lành cho họ cách hoàn toàn, Ngài phục hồi sức lực của Chúa. Ôi, có những sự đau yếu, những sự mệt mỏi, có những sự nóng sốt, có những cái ho, có những sự khó chịu, ăn không được, ngủ không yên. Ôi, có những cái trạng thái nào nó làm cho mệt mỏi thân thể, thì trong danh Chúa Jesus con xin Chúa Ngài đến, Ngài ban năng lực cho họ, sức của họ để Ngài phục hồi tất cả mọi cái gân cốt họ được cứng cáp trở lại, mọi cái chi thể trong thân thể của họ được hoạt động một cách khỏe mạnh hoàn toàn. Con cảm ơn Ngài. Tình huyết của Chúa Jesus Christ bao phủ hết thảy dân sự của Chúa, để chúng con được ở trong sự bình an như lời của Chúa hứa ban cho mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con thành kính sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.